rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chị Thanh ơi, công nhận á là thời gian qua nhanh thiệt. Mới đây mà chúng ta lại chuẩn bị chào đón một mùa khai giảng mới nữa đó chị. Đúng vậy đó em. Mà chị Thanh biết không, khoảng thời gian này á, các gia đình á hay tận dụng để có thể đưa con em đi chơi xa một chuyến, có thể là đi du lịch vài ngày nè, hoặc là có thể đi picnic cắm trại nữa đó. Gia đình chị cũng tuần vừa rồi đó Hương, cũng có một chuyến đi dã ngoại ở Lấy Thiêu rất là thú vị đó. Chị Thanh nói là em cũng muốn tổ chức quá, hay là cuối tuần này tổ chức cho cả gia đình đi chơi. Em dự định á là sẽ đem theo bánh mì nè, thịt nguội, chả lụa. Còn món gì nữa chị Thanh chỉ em với. Sau chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay thì chị nghĩ Ngọc Hương sẽ không bận tâm về các cái món ăn đi picnic nữa đâu. Thật là tuyệt vời phải không thưa quý vị? Vậy thì những gia đình nào đang chuẩn bị đưa con em đi chơi picnic một chuyến trước khi bắt đầu năm học mới thì phải cùng với Ngọc Hương theo dõi món ăn ngày hôm nay thôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn món salad nuôi cá hồi. Để thực hiện món ăn này, chúng ta cần chuẩn bị cá hồi xông khói, nuôi khô, hành tây, dưa leo, thì là muối, tiêu, mayonnaise Lisa. Công nhận là món ăn này nguyên liệu đơn giản thiệt đó chị Thanh. Cá hồi rất là tốt cho sức khỏe bởi vì giàu axit béo omega 3, tốt cho gan, tim mạch và cả những bệnh nhân tiểu đường nữa. Bây giờ thì đầu tiên chị em mình phải làm cái gì hả chị? Đầu tiên là chúng ta luộc nuôi trước em ha. Dạ, em chút phần nuôi và chúng ta luộc nuôi trước. Cá hồi thì các bạn thấy sợi, em thấy sợi như thế này em ha. Dạ. Chị Thanh nè, khi mà mình luộc nuôi á chị, mình có cho một ít dầu ăn để những cọng nuôi không có dính lại với nhau không chị? Cũng được. Tuy nhiên khi luộc nuôi xong thì em chuẩn bị sẵn một cái tô nước đá. Chúng ta vớt nuôi ra cái tô nước đá để cho nuôi của chúng ta được giòn và không có dính. Thì em cho dầu cũng được và chị nghĩ không cho dầu cũng được. Sau đó chúng ta vớt ra thì để cho nuôi được có cái bóng đẹp thì các bạn lúc đó các bạn có thể cho một ít dầu lên nuôi. Dạ. Phần hành tây thì chúng ta thái mỏng. Hành thì hơi có mùi hăng cho nên khi hành thái xong thì các bạn trộn với một ít muối để khoảng 1 phút đến 2 phút các bạn xả lại để cho cái phần mùi hành nó không bị hăng đó em. Dạ, nhiều người không ăn được hành sống. Dạ, em sẽ ghi nhớ điều này. Tuy nhiên các bạn nhớ là các bạn cũng không nên ngâm muối lâu quá, hành của chúng ta sẽ mất độ giòn. Về dưa leo thì chúng ta cũng thấy sợi em ha. Dạ. Và các bạn cũng nhớ lưu ý một khâu quan trọng, đó là chúng ta không lấy phần ruột. À, em biết tại sao mà chúng ta không lấy ruột dưa nè. Vì đây là món trộn, nếu mà chúng ta sử dụng hộp dưa thì nó sẽ làm cho món trộn của chúng ta ra nước không ngon. Nên quý vị nhớ là chúng ta sẽ bỏ hộp dưa quý vị nhé. Thì là các bạn thái nhuyễn. Nuôi bây giờ đã chín rồi phải không chị Thanh? Đúng vậy em. Anh thấy không, nuôi nở căng hết ra rồi. Dạ. Đây là chị chuẩn bị tô nước đá rồi ha. Dạ. Chúng ta vớt nuôi ra và ngâm ngay vào tô nước đá. Dạ. Phần nuôi ngâm đã đủ rồi đó em. Bây giờ dạ, em vớt ra ha. Dạ. Bây giờ nuôi ráo rồi, em cho nuôi vào tô. Chúng ta cho hết các cái nguyên vật liệu vào. Dạ. Dưa leo, hành tây. Dạ. Rau. Cuối cùng các bạn cho cá hồi vào. Dạ. Chúng ta cho phần sốt mayonnaise Lisa vô. Dạ. Em nghĩ là liều lượng cũng vừa đủ thôi hả chị? Đúng vậy em. Chúng ta không cho nhiều quá. Vậy sau khi trộn xong đưa ra dĩa thì em còn trang trí, trang trí ở trên mặt một tí nữa. Là món ăn vừa hấp dẫn mà lại vừa ngon. Dạ. Cuối cùng thì mình mới cho tiêu vô đúng không chị? Đúng vậy em. Bây giờ thì chúng ta sẽ trang trí món ăn như thế nào hả chị? Đây, chị đã chuẩn bị một cái dĩa rồi. Wow, thật là đẹp mắt đó chị Thanh. Chưa đâu em, còn một cái chuẩn bị đặc biệt nữa. Đây là... Ủa, cái gì đây? Bánh gì đây chị? Đây gọi là bánh tép. Để thực hiện cái món bánh này, chúng ta sử dụng bột mì, bột năng và một ít bột nổi. Các bạn hòa với nước làm sao cho cái hỗn hợp bột của các bạn vừa, không đặc quá và không lỏng quá. Thêm một tí muối nữa cho vừa đậm đà. Sau đó chúng ta dùng một cái vá lớn, tráng một lớp mỏng và chiên trong dầu. Dầu ngập dầu và chúng ta sẽ có một cái bánh xinh như thế này. Công nhận là cái bánh xinh thiệt, làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Đó. Em thấy xinh không? Rất là xinh. Nhìn là muốn ăn rồi. Bây giờ cuối cùng để cho cái dĩa thức ăn của mình thêm đẹp mắt đó em, chị trang trí một ít cà chua bi.
chúng ta cũng có thể ăn cái món cà chua bi này kèm rất là ngon. Dạ, cà chua bi thì rất là tốt cho sức khỏe bởi vì giàu vitamin C, và Ngọc Hương nghĩ là cũng tốt cho da nữa, đúng không chị Thanh? Đúng vậy. Rồi chị thêm một cọng rau nữa là món ăn của chúng ta đã xong rồi đó em. Tuyệt vời. Bây giờ chị sẽ mời Hương thử nhé. Dạ. Cảm ơn chị Thanh. Và Ngọc Hương thấy sao? Em thấy ngon ơi là ngon luôn. Nôi á thì chín mềm nhưng mà dai dai ăn rất là ngon. Còn không biết cá hồi như thế nào nữa. Chị nghĩ cá hồi xông khói nó có cái vị thơm. Chính xác là như vậy. Thưa quý vị khán giả thân mến, món salad nuôi cá hồi, nuôi thì chín mềm nhưng dai, cá hồi thì có một mùi vị rất là đặc trưng cộng với mùi thơm của thì là. Nhưng mà điều quan trọng Ngọc Hương muốn chia sẻ đó chính là sốt mayonnaise, ăn thật tuyệt vời. Ngọc Hương tin là trong những chuyến dã ngoại hay đi chơi xa thì quý vị sẽ chuẩn bị theo món này để mời cả gia đình cùng thưởng thức. Chúc quý vị sẽ ngon miệng và thành công. Hãy đừng quên chia sẻ những ý kiến của quý vị về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và chị Thanh rất tiếc phải nói lời tạm biệt cùng quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau.